Mình là kiếm cơ chuyển năm, rất đệ tử kiếm cơ. Kiếm cơ thuộc hệ phái tấn công. Cái gì? Châu Châu, Ngai Muội, Thanh Hoa đều đề cử chơi kiếm cơ ư? Mình muốn xem thử nó mạnh chỗ nào. Vào game, hay lắm. Trang phục từ bộ này đến bộ khác, còn đôi chân nữa, và cả cánh. Mình đang làm gì đây? Mình đến chơi game mà. Nào, thể hiện một vài thao tác thôi. Diệt quái đã. Kỹ năng 1, kiếm khí bát quan. Như như bồ rồng, cũng được đó. Né nào, tiến lên. Kỹ năng 2, chân nguyên kiếm. Ngưng tụ khí chân nguyên, khi thế phá vạn địch, chỉ cần một kỹ năng, đánh quái thoải mái luôn. Thử liên kết xem. Cảm giác tấn công và liên chiêu cực mượt. Kỹ năng 3, chú tâm kiếm trận. Bùng nổ một loạt trang bị. Tổng kết một chút, kiếm cơ có nhan sắc có tấn công, thật sự rất mạnh.